Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hưng Yên thu hút 470 dự án có vốn đầu tư từ nước ngoài. Xử phạt 2 doanh nghiệp tại huyện Yên Mỹ vi phạm san lấp đất trồng lúa trái phép. Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Kết quả bước đầu thực hiện chương trình dạy học trực tuyến trên truyền hình. Gặp gỡ 2 bí thư chi bộ, trưởng thôn trẻ tại huyện Ân Thi năng động, trách nhiệm với việc làng, việc xã. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Yên Mỹ đã lập 197 chốt kiểm soát trên các tuyến đường huyện quản lý và các tuyến đường ra vào 85 thôn thuộc 17 xã thị trấn để phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng chính của các chốt là cán bộ y tế, lực lượng công an, các ngành đoàn thể địa phương. Các chốt kiểm soát dịch được trang bị gần 300 máy đo thân nhiệt điện tử, thực hiện trực 24/24 giờ để kiểm tra người phương tiện ra vào địa bàn, đo thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn, ghi chép khai báo y tế, nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, các xã thị trấn trong huyện còn tổ chức cho các hộ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu ký cam kết tạm dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Người dân đều tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch của cơ quan chức năng các địa phương, góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều chung cư ở thành phố Hưng Yên cũng đã có những hoạt động thiết thực để bảo vệ sức khỏe cư dân sinh sống trong các tòa nhà. Hiện có khoảng gần 300 hộ gia đình đang sinh sống tại các tòa chung cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Để phòng chống dịch, Ban Quản lý các khu chung cư PH Tân Sáng đã phối hợp với các tổ phòng chống dịch của mỗi tòa, yêu cầu cư dân thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang. Khách đến có nhu cầu vào tòa nhà sẽ được bảo vệ đề nghị rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi đi vào thang máy. Tuyên truyền người dân trong các tòa nhà hạn chế ra ngoài và chỉ ra vào một cửa duy nhất. Bên cạnh đó, tổ phòng chống dịch tại các tòa chung cư cũng thường xuyên thực hiện các biện pháp khử trùng, vệ sinh hành lang, sảnh 2 ngày một lần, thường xuyên vệ sinh thang máy để tránh việc lây nhiễm. Ở dân cư nhà mình thì mọi người cũng đều có ý thức tự giác phòng chống. Gần như các hộ gia đình thì đều thực hiện đầy đủ. Mỗi nhà cũng đều tự sắm cho mình những thiết bị như là rửa tay khô, các dung dịch sát khuẩn, súc họng, khẩu trang y tế. Thì tôi thấy như thế là cũng rất yên tâm. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm cũng đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, được cán bộ, nhân dân trong xã đồng thuận và tích cực hưởng ứng. Là địa phương có mật độ dân cư đông, có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cho nên ngay sau khi có chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, xã Lạc Hồng đã thành lập 3 chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch COVID-19 tại các trục đường chính dẫn vào trung tâm xã kiểm soát các trường hợp người ngoài địa phương đến. Ngoài ra, xã còn thành lập 5 chốt phụ tại tuyến đường dẫn vào thôn, xóm và 2 tổ tuần tra lưu động để tuyên truyền nhắc nhở nhân dân về thực hiện chỉ thị 16. Người dân đã cơ bản hiểu và thực hiện rất nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ thị của tỉnh. Và anh em chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát và nhắc nhở những trường hợp mà chưa nghiêm túc. Khi chúng tôi thành lập các cái chốt, những chốt chính, chốt phụ thì đều là các tổ đều tham gia trực chốt rất là nghiêm túc. Tại các hộ gia đình, Ban chỉ đạo dịch COVID-19 xã Lạc Hồng đã thực hiện đúng tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, người dân đồng thuận cao và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nhân dân đã chủ động hạn chế tối đa tiếp xúc đông người, nơi công cộng và chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Hầu hết các cửa hàng, dịch vụ không nằm trong danh mục thiết yếu đều đã đóng cửa, dừng các hoạt động kinh doanh. Khi mà chính phủ đề ra lệnh để tất cả người dân cùng chính phủ, cùng nhà nước để chống dịch COVID, thì bọn em thực hiện nghiêm túc, cũng đóng toàn bộ cửa hàng cho tất cả nhân viên nghỉ.
chỉ ăn ở nhà, không tiếp xúc bất kể một ai, kể cả anh em họ hàng, cũng hạn chế hết mức tối thiểu. Với đặc thù là địa phương có mật độ công nhân đông và đa dạng các loại hình dịch vụ, do đó Lạc Hồng không lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thời tiết trong mấy ngày gần đây rất bất tiện, dù mưa rét nhưng tinh thần làm việc của các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Lạc Hồng luôn nỗ lực ngày đêm vì sức khỏe của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất cũng như bảo vệ cộng đồng. Để bảo vệ sức khỏe cho người lao động trước dịch bệnh COVID-19, từ tháng 2 đến nay, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Duy Hương Yên tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ luôn khuyến cáo người lao động phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, đo thân nhiệt và phun khử trùng một lần một tuần tại các khu vực của công ty nhằm cùng chung tay phòng chống dịch. Công đoàn Công ty còn tặng 5.000 khẩu trang cho người dân và các đơn vị tại huyện Tiên Lữ. Chúng tôi được Công đoàn Công ty Hoàng Duy ạ phát động phong trào là phòng chống dịch COVID bằng cách may khẩu trang để tặng cho toàn dân ạ. Và chúng tôi hưởng ứng rất nhiệt tình. Tôi thấy cái phong trào này rất hay và ý nghĩa. Thời điểm này, mặc dù các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh, nhưng với tinh thần lá rách ít, đùm lá rách nhiều, ngoài việc vận động thực hiện ủng hộ phong trào chống dịch COVID-19 bằng tin nhắn, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp quyên góp tiền vật chất, đến nay được tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh để ủng hộ phòng chống dịch bệnh, công ty và người lao động đã chung tay tặng 400 khẩu trang và 70 lít dung dịch sát khuẩn cho vùng dịch đang có người cách ly. Các doanh nghiệp cùng với lại đoàn viên và người lao động trong các doanh nghiệp là luôn luôn tích cực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Chung tay cùng cả nước ủng hộ công tác phòng dịch, các cấp công đoàn đã vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, tặng trên 365.000 khẩu trang, trên 130.000 chai nước sát khuẩn, gạo mì và các nhu yếu phẩm đến đội ngũ y bác sĩ, gia đình chính sách hộ nghèo, công nhân lao động, học sinh và người dân trên địa bàn tỉnh. Đối với liên đoàn tỉnh chúng tôi thì trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các cấp cán bộ công đoàn trong tỉnh cũng như là các công đoàn cơ sở thì thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Lập những danh sách, những doanh nghiệp, rồi những đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh mà bị mất việc làm, bị dừng việc. Để chúng tôi sẽ tổng hợp và có những đề xuất, kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rồi có những chính sách để hỗ trợ. Với những việc làm thiết thực cụ thể của các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang góp phần không nhỏ chung tay cùng cả nước và tỉnh đẩy lùi dịch COVID-19. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, song với chính sách ưu đãi, cùng với việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư nước ngoài trong các tháng đầu năm vẫn đạt được kết quả khả quan. Từ đầu năm đến nay, tỉnh ta thu hút được 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký là trên 22.000 đô la Mỹ, nâng tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là hơn 470 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 4,7 tỷ đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án với vốn đầu tư chủ yếu cao là Nhật Bản 165 dự án, Hàn Quốc gần 140 dự án, Trung Quốc hơn 100 dự án. Để thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư, hiện các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho các nhà đầu tư doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19 gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Shawang Vina EVA Yên Mỹ và với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Đồng Lợi thuộc địa bàn thôn Chi Long, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ. Hai công ty này đã tự ý san lấp mặt bằng đất trồng lúa khi chưa thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai. Cụ thể,
công ty trách nhiệm hữu hạn Shell Kiwang Vina EVA Yên Mỹ đã tự ý san lấp mặt bằng trên diện tích khoảng 1,54 ha. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Đồng Lợi là khoảng 1,98 ha. Với vi phạm trên, mỗi công ty bị xử phạt 160 triệu đồng. Các đơn vị này phải dừng ngay việc xây dựng các công trình, hoàn thiện hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội, song những ngày này, người dân huyện Văn Giang vẫn phải xuống đồng để duy trì sản xuất, đảm bảo thời vụ. Tuy nhiên, dù ở đâu, mọi người cũng vẫn luôn đảm bảo công tác phòng dịch cũng như giãn cách với xã hội. Tranh thủ thời tiết tạnh giáo, những ngày này, nông dân các địa phương trồng cây cảnh, cây rau màu ở huyện Văn Giang tập trung xuống đồng sản xuất. Ông Nguyễn Triệu Phúc, người chuyên trồng quất cảnh ở xã Mễ Sở cho biết, đây là thời điểm quan trọng trong việc chăm sóc chuẩn bị cho vụ đôn đảo cây quất cảnh, đồng thời phải uốn tỉa, tạo dáng cho cây, bởi nếu không sẽ lỡ mất dịp cho ra hoa đậu quả vào tháng 5 và kịp chín đẹp vào dịp Tết. Đa số nông dân ở đây thu nhập đều phụ thuộc vào vụ cây cuối năm, vì thế việc ra đồng thời điểm này là bắt buộc. Tuy nhiên, việc phòng dịch vẫn phải thực hiện đúng theo quy định ở mọi lúc, mọi nơi. Nông dân chúng tôi vẫn phải làm, bởi vì cây quất này mà không làm ấy, thì nó không kịp thời vụ, đấy, thì Tết nó không được. Thế nhưng mà khi chúng tôi đi làm ấy, thì là chúng tôi cũng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Thế rồi như vậy là đi làm xong là về nhà thẳng nhà luôn. Đấy, về rồi còn phải rửa tay diệt khuẩn rồi là sát trùng rồi là lại giặt khẩu trang hoặc là thay khẩu trang khác chiều mới lại đi làm. Ngoài đồng việc ai người làm chứ không tụ tập. Bà Cao Thị Hớn, thôn Sâm Hồng, xã Thắng Lợi cũng đang khẩn trương thu hoạch xào cà rốt trái vụ để giải phóng ruộng chuẩn bị đảo quất mang về trồng cho kịp Tết. Những ngày trước, bà thường mang cà rốt ra thành phố Hà Nội, tuy nhiên do thực hiện việc cách ly xã hội, nên nay dù đắt rẻ cũng chỉ bán tại nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng. Huyện Văn Giang có khoảng trên 1.400 ha cây cảnh, cây ăn quả và gần 400 ha cây rau màu các loại. Ngoài ra, còn một số diện tích xen canh cuối vụ sau khi thu hoạch quất cam. Vì thế, việc ra đồng để chăm sóc thu hoạch là cần thiết. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để mọi người dân đều nắm được và nêu cao ý thức phòng dịch bệnh ở mọi lúc mọi nơi, không chủ quan, lơ là và đặc biệt là vào thời điểm này không vì một chút lợi ích kinh tế mà làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện nông dân một số xã trên địa bàn huyện Kim Động đang tập trung thu hoạch dưa chuột vụ xuân. Theo bà con cho biết, dưa năm nay được mùa, được giá, cho thu nhập cao. Toàn huyện Kim Động có trên 54 ha trồng dưa, trong đó tập trung trồng nhiều ở một số xã như Toàn Thắng, Vũ Xá, Phú Thịnh, Nghĩa Dân. Đối với xã Toàn Thắng, nông dân thực hiện trồng dưa 4 vụ một năm. Năm nay, dưa cho năng suất đạt cao, bình quân dưa bao tử cho thu hoạch 8 tạ một sào với giá bán 18.000 đồng một kg. Dưa chuột loại to đạt 1,5 tấn một sào có giá trị từ 10 đến 12.000 đồng một kg, đã cho nông dân thu được gần 20 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi từ 15 đến 17 triệu đồng. Tính đến nay đã gần một tháng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình. Sau một thời gian phát sóng, chương trình đã bước đầu đem lại hiệu quả, giúp học sinh củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Kể từ khi chương trình học trên truyền hình dành cho khối lớp 12 được phát sóng, em Nguyễn Minh Đức, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo chưa bỏ lỡ một bài giảng nào, bởi đây là giai đoạn quan trọng trong hành trình chuẩn bị kiến thức chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Trong kỳ nghỉ dịch COVID này thì chúng em bị lỡ rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Vì vậy, việc học trực tuyến có thể coi như là một giải pháp hiệu quả và tối ưu nhất để chúng em có thể bù đắp được những phần kiến thức bị mất cũng như là tiếp thu những kiến thức mới để kịp tiến độ của chương trình và kịp chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các bài giảng các thầy cô thì theo như em thấy đều đã được biên soạn và chuẩn bị rất công phu, bài bản và tỉ mỉ, tương đối dễ hiểu. Sau gần một tháng triển khai, chương trình dạy học trên truyền hình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh trên toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh theo dõi các bài giảng trên sóng truyền hình Hưng Yên đạt trên 95%, số còn lại theo dõi trên các hạ tầng khác như YouTube, website.
thời gian nghỉ kéo dài không cho các cháu học thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sau năm học tới rất nhiều. Nhà trường và đài truyền hình tổ chức cháu học rất quý. Tôi tổ chức riêng cho cháu một chỗ học thật tốt, thật yên tĩnh và tổ chức nối mạng cho cháu học. Thời gian này, thời gian tạo điều kiện tối đa để cho các cháu học. Ngoài việc triển khai giảng dạy cho học sinh lớp 12, lớp 9, từ ngày 7 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng đã triển khai ghi hình và phát sóng các bài giảng thuộc khối lớp 5, qua đó đồng hành cùng học sinh cuối cấp đối phó với việc phải nghỉ học trong thời gian dài vì dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, bằng trí tuệ, nhiệt huyết cống hiến cho quê hương, nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn trẻ tuổi tại huyện Ân Thi đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân tại các địa phương. Năm 2011, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Đặng Định Luật sinh năm 1990 trở về địa phương. Tháng 2 năm nay, anh Luật được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Linh Đạo, xã Tân Phúc. Đây là thời điểm các cấp chính quyền và nhân dân đang nỗ lực chung sức, chung lòng phòng chống dịch COVID-19. Với sự tích cực chủ động, anh Luật đã phối hợp cùng với lãnh đạo trong thôn tăng cường thông tin trên loa truyền thanh, trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền về việc hoãn tổ chức các sự kiện, hoạt động tụ tập đông người, giảm quy mô tổ chức đối với đám hiếu, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, thành lập tổ phản ứng nhanh để nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19. Khi thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh, anh Luật và các thành viên trong thôn rất tích cực, không quản ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi thấy là đồng chí Đặng Đình Luật ấy, thì bí thư chi bộ đồng thời trưởng thôn Linh Đạo thuộc đảng bộ xã Tân Phúc ấy, thì sau khi đồng chí tiếp nhận công việc thì đồng chí cũng đã có những cái mạnh dạn, thế mà đã có thực hiện là cái quyết sách đối với cái công việc của mình ở trong thôn. Mọi công việc bước đầu thì cơ bản tôi giao thì đồng chí Đặng Đình Luật là đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Anh Mai Quảng Đại, sinh năm 1994, bí thư chi bộ, trưởng thôn Trai Thôn, xã Hồng Quang là cán bộ cơ sở trẻ tuổi nhất tại huyện Ân Thi. Phát huy sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến cho quê hương, anh Đại không ngừng trao dồi học tập và luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, ban hành các nghị quyết về phát triển sản xuất kinh tế hộ gia đình, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập, đồng thời huy động hiệu quả sức dân trong xây dựng nông thôn mới như cải tạo khu vực vui chơi, thể dục thể thao, làm đường giao thông nông thôn. Đồng chí Đại là một người nhạy bén và năng nổ trong công tác, được quần chúng nhân dân rất tin yêu, đảng viên tín nhiệm, luôn luôn thúc đẩy phong trào của thôn. Không quản ngại khó khăn vất vả, bằng tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với cộng đồng, anh Luật và anh Đại đã và đang tích cực rèn luyện, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khuyến cáo phòng chống COVID-19, hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú. Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau. Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày. Cách ly tại phòng riêng, nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2 mét. Không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe. Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế. Báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.